Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp số thuế lớn qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vào ngân sách nhà nước, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Trong khuôn khổ diễn đàn hải quan doanh nghiệp năm 2022, sáng ngày 8 tháng 9, Tổng cục Hải quan đã tôn vinh 9 doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan. Theo đó, các doanh nghiệp được tôn vinh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất tôn, thép, điện tử, năng lượng sản xuất ô tô, xe máy vượt qua các doanh nghiệp khác trong chính doanh nghiệp được tôn vinh lần này tập đoàn hoa sen là doanh nghiệp tư nhân duy nhất của việt nam hoạt động trong ngành công nghiệp chế tạo lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôn mà được vinh danh năm 2021 vừa qua những khó khăn của đại dịch covid-19 ngành thép việt nam lần đầu tiên xuất khẩu thành công 14 triệu tấn thép thu về 12,7 tỷ đô la mỹ trong đó tập đoàn hoa sen mang về hơn 1,2 tỷ đô la mỹ chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thép niên độ tài chính 2020-2021 Tập đoàn Hoa Sen đạt sản lượng tiêu thụ hơn 2,2 triệu tấn, doanh thu hơn 2 tỷ đô la Mỹ, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng. Trước đó, tập đoàn Hoa Sen cũng đã được Bộ Công Thương vinh danh là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong nhiều năm liền. Đồng thời, tập đoàn Hoa Sen cũng được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, được cấp thẻ doanh nghiệp ưu tiên hải quan để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.